Quay không tí nữa xuất video anh em là bao nhiêu video nhá, mày lót tên cho anh nhá, lót vào cái word nhá. Cú nhá. Word. Cơm đi. Mở nhà nhé, hôm nay mình ăn cơm nhá. Em mời một cái cơm. Ôi hương. Em mời một người ăn cơm. Em mời cực cơ ăn cơm. Nó đang ngóc. Nhờ ăn cơm nhá. Không kiểu nói nó cũng bị ù tai. Không nghe nó rõ tiếng. Đúng rồi, thằng tao đập đá tao cũng thế. Mấy thằng đập đá gì? Mấy thằng kia. Anh em mình hoàn cảnh giống nhau nhỉ? Không, tao đéo giống mày. Tao đập đá có văn hóa nhỉ? Tao đập đá vào tao chỉ ăn mới làm nhạc thôi, cuốn. Cuốn gì ạ? Đập đá cuốn đúng không? Nghe nhạc sướng lắm, đánh phát nào ra phát đấy. Hình kịch đúng không? Cũng gọi anh đúng điếc. Chỉ cho tí đồ vào, phát nào ra phát đấy.